2-3 chuyến thì mới hết được cô bác ạ. Chuyến này là chuyến thứ bao nhiêu rồi Sử? Chuyến thứ hai à? Thế sáng nay chở được mấy chuyến xi? Hai chuyến. Hai chuyến à? Không chở không còn giá à Sử? Nhưng mà thế có chở được không? Hay vừa rồi thì cũng cho em đi cắt tóc rồi cô bác ạ, đấy nhưng mà trong quá trình mà đi thì nó hơi bị dựng dựng ngược lên chút một chút, không đội mũ ấy. Bây giờ thì hôm nay sẽ lại tiếp tục là cùng em Sử là cái kế hoạch mà anh em làm chuồng trại cho em Sử nữa cô bác. Bây giờ thì làm chuồng trước để còn mua giống thì để mấy nữa mua sau. Phát 4 tấm luôn được không? À, đúng phết đấy. Chắc mình kéo được, anh kéo được 2 tấm, được chưa? Để kẹp tay nhá. Sử xoay luôn nhá. Ok chưa? Ra bên này tí nữa. Quá chưa? Lợi có trùng không đấy? Anh thấy là đầu bên này nhỏ hơn rồi. Rồi. Được chưa? Đấy, cũng rất là may là từ đoạn trên xá xuống không có xa bao nhiêu cả cô bác ạ. Buộc chưa? Có vẻ như là thời tiết mấy hôm nay khá là nắng cô bác ạ. Bây giờ thì cũng chuẩn bị đến mùa hè rồi cho nên là thời tiết cũng ấm áp hơn. Chưa. Nay thì chở đến gần chỗ nhà của Sử rồi nhỉ? 4 tấm này thì độ tầm bao nhiêu cân Sử biết không? Mỗi tấm là 15 cân, ít nhất là tầm 60 cân rồi các bác. Cho Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói rồi cô bác, hôm nay thì lại tiếp tục là cùng em Sử để mà mua pro này, xong là vận chuyển xi nữa về để mà làm cái phần chuồng trại. Như thước phim hôm trước thì các bác cũng đã biết rằng là cái phần chuồng lợn thì là được bác nào hỗ trợ rồi. Thế thì bây giờ cháu Lực sẽ không có nói thêm nữa. Bây giờ thì anh em mình di chuyển đi về nhà đó. Có cần đẩy không? Rồi anh đẩy cho. Đấy. Đấy, bây giờ thì Sử lên trên là đợi anh nhá. Đấy, còn Sử thì một tí nữa lên trên thì chào sau các bác. Bây giờ thì anh em đang ở dưới này thì đang lấy thêm đồ một chút đấy. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng cùng em Sử là chở tôn là lên trên tới chỗ nhà của em Sử rồi. Sáng nay thì Sử là có làm một chuyến về trước rồi cô bác, vừa rồi thì một chuyến về sau nữa. Đấy, Sử gửi một lời chào tới các ông các bà đi. Vâng. Đấy, bỏ ra đi, anh cầm cho. Con xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đấy, em Hải thì đi học rồi à? Vâng. Thế còn ông thì ở nhà làm gì? Nhà Trân Châu. Nhà Trân Châu à? Thế là chỉ có hai anh em mình là vận chuyển thôi nhỉ? Thế là bây giờ anh với Sử là đi thôi nhá. Chỗ này thì chắc là mấy anh em phải làm độ tầm 2-3 chuyến thì mới hết được cô bác ạ. Từ đây đi xuống nhà em Sử thì không thể mà chở được pro xuống các bác ạ.
tại vì là Pro nó khá là dài. Còn nếu mà để mà chở Si thì là Si thì chở thoải mái. Tầm Pro thì nó rơi vào tầm độ 15 cân thôi, nhưng mà cảm giác như nó dài, thành ra là rất là mỏi tay. Lạch sao rồi nhỉ? À đúng rồi. Thế là Si là vừa rồi xử là chở lên tới đây rồi à? Si thì này thì vẫn là loại Mark 40. Thế thì mình dùng hết 4 bao rồi thì lúc đấy là mình lại mua tiếp nhá. Cháu lực nghĩ rằng là ở chỗ kia thì chắc đâu đó được tầm 4 bao thôi là cũng xong rồi. Dưới hộ anh cho cái này vào trong nhà đi. Anh đang đeo dép này. Ôi sửa chưa đi dép mới à? À dép mới để đây à? À dép cũ sửa thì có vẻ như là vẫn còn đi được, cho nên là em vẫn còn tận dụng lại để mà đi. À, bây giờ thì lại tiếp tục là cùng em sửa lên trên vận chuyển hết cái chỗ mà Pro đó. Thế là sáng là lai được Si ra tận nhà luôn à? Vâng. Phải sửa thì hôm nay cũng vừa mới cắt tóc lại một chút cô bác ạ. Có vẻ như là đi xe thì nó hơi nhường ngửng lên thôi, nhưng mà nếu mà chải chuốt một tí thì nó chải dài ra bên thì cũng đẹp. Sửa phải cắt tóc ngắn thì nó mới đẹp dài được. Vâng. Thì tóc dài quá thì thực sự ra rất là nhiều các ông các bà là quan tâm em là không muốn cho em để những kiểu tóc dài như vậy. Vâng. Đấy. Thì các ông các bà thì cũng nhìn được rằng là khi mà mình để tóc dài thì nó rất là bù xù. Vậy người ta bảo là cái răng cái tóc là góc con người của mình, cho nên là mình làm sao mà cho nó gọn gọn gàng gàng lại một chút. Chỗ này thì nếu mà đào được đường to to xuống thì có thể là Pro là lai xuống tận đến nhà luôn đấy nhở. Chắc phải độ tầm thêm là 3-4 chuyến đó. Cũng hỏi lâu lắm không vận động chân tay là khi mà làm lại là rất là mỏi đấy. Mặc dù là ở những con đường thiện nguyện đi thì hầu như là cũng đều leo trèo cả. Còn là 6-7 tấm nữa. Xe để ở trên này thì có bao giờ mà bị xịt lốp không? Không đâu đúng không? Nào, tiếp tục đi thôi. Chốt đường này mà đào được tường to thì không cần phải chở ra đến tận đây nhở. Chở một phát là đến tận nhà luôn thì mình thôi. Thời gian tới thì nếu mà được thì sửa làm lại. Dù mấy nhà hàng xóm hay nhà nào mà lấy xe máy đi qua ấy, sửa lại cho nó to ra thì đi nó mới dễ dàng được. Là có tảng đá cái kia to thì nó khó nhờ.
Hạnh. Anh em mày đi đường này luôn nhỉ? Thấy ông thì có vẻ là nhìn thấy từ xa là đang chăn trâu ở dưới kia này các bác này. Không biết là ông đang đuổi đuổi con gì đấy. Ông đang đuổi con gì đấy? Chăn trâu phát cỏ. À thế là vừa chăn trâu là vừa phát cỏ ở dưới kia đúng không? Có vẻ như là anh nhìn thấy là măng ở đây là lên hay sao đấy sử nhỉ? À đây này. Đây này các bác này, măng lại một cái mùa măng măng nứa nó là chuẩn bị lên rồi. Nhưng mà măng này là không phải măng đắng đâu nhỉ. Măng này nó là thuộc dạng là măng ngọt các bác. Măng nứa thì mà nấu canh xương thì cũng rất là tuyệt vời. Ôi lên nhiều phết đấy chú. Đây này. Cái này là ai chặt đi sao nhỉ? Cái này là có vẻ như là ở gần đường quá các bác ạ, cho nên là chặt. Chỗ này là một tí mình thử đi đào xem sử nhỉ. Cái này đào được đúng không? Thế một tí nữa mình lên đào xem nào. Còn là một chuyến nữa là hết rồi. Anh em mình làm uống nước đi nhỉ? Vừa rồi anh có mua nước lên trên này này. Rồi đây em cameraman này. Rồi. Mua lên gọi là 4 lon thôi, ông 1 lon nữa. Đây. Anh em mình uống nước dừa đi. Xin mời tất cả các bác là các ông bà cùng với mấy anh em uống nước nhé. Hãy uống đi chú ơi. Cảm giác như là vận động một tí thôi là uống những ngụm nước thật là sảng khoái. Ôi quần này có vẻ đẹp đấy nhỉ. Quần này là mua à? À là ban Phạm gửi đúng không? Vậy ở đây thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến ở bình luận trên kênh nói rằng là cháu Lực cùng với em Sử đi vào làm chuồng trại như này thì không thông qua ông một tiếng, nhưng mà thực sự ra thì đã thông qua ông rất là nhiều lần rồi các bác, chứ không phải là một lần nữa đâu. Thậm chí là còn là gọi cả ông lên để mà cho ông là xem là chỗ nào làm được nữa. Hay nhưng mà khi mà lên thì lúc cháu Lực với lại các em bắt tay làm thì không thấy ông lên mấy, tại vì là ông là bận là đi làm việc khác thôi các bác. Thì rất là mong các bác đừng có hiểu sai, cũng như là hiểu sai lầm cho mấy anh em. Ông thì có chuyện gì xảy ra không Sự? Không có đâu. Không có đâu à? Dạ. Anh cảm thấy là mấy hôm nay lên thì ông thì cũng bận đi làm việc khác ấy, thành ra là anh không ghi được hình. Thì các bác ở trên kênh nghĩ rằng là mấy anh em mình với ông có chuyện gì làm chuồng trại này thì không hỏi ý kiến của ông ấy. Đấy thì ông hơi phẫn nộ và ông để trong lòng một chút. Nhưng mà cũng không có chuyện gì xảy ra các bác nhé. Đấy. Mấy anh em thì cũng chia sẻ thật lên để trên kênh để cho các bác là cùng biết được, chứ để mà tránh cái trường hợp mà rất là nhiều các bác có để lại cái phần bình luận và trực tiếp gọi điện cho cháu được nữa các bác ạ.
Ở đây thì các em thì với ông lại là gọi là rất là thương yêu nhau rồi, cho nên là không có chuyện gì nó dẫn đến là giận dỗi nhau gì cả các bác. Thí dụ như ông có thể là ông đi ra ngoài mà nghe những cái câu chuyện nó sai lệch một chút đấy, thành ra là ông lại hiểu sai hơn về anh em mình thôi. Nước này cảm giác là vừa uống có một miếng quỳ dừa. Vâng. Nhai nó giòn giòn. Bây giờ lại tiếp tục thêm một chuyến nữa là cũng hết rồi. Tiếp tục nha. Con đường đi xuống nhà của hai ông cháu thì chắc là rất là quen thuộc với lại các cô bác ông bà ở trên kênh rồi. Nhưng mà khi mà làm những công việc gì ấy, thì cháu được vẫn muốn là ghi hình lại để cho các bác cùng xem và cùng biết mấy anh em đang thực hiện là làm cái chương trình gì. Tại nguồn nước ở phần phía bên này thì bây giờ hầu như là đã cạn kiệt hết rồi các bác, không còn là một tí nước nào nữa. Có vẻ anh em mình ra bên này ngồi cho nó mát hơn đi nhỉ. Ra bên này vừa xem cái chỗ chuồng trại của mình nhỉ. Chuồng trại của em Sử nữa. Thì hiện tại thì Sử đã đào xong với phần lỗ, phần cột nó hết rồi đúng không? Thế là ngày mai là mình chôn là mình bỏ rồi. Ngày mai thì khi mà mấy anh em đi vào làm phần nền đấy các bác, có thể là cháu Lực sẽ không có lên được ấy, nhưng mà khi mà đào ấy thì là Sử cho luôn và xi vào cho nó cho vào chân cột thôi đấy, cho nó chắc luôn. Chỗ này thì liệu có phải đào sâu đêm thì xuống nữa không, hay là Sử đo hết rồi? Đủ thôi à? Đấy, dùng xi để mà đổ nó thì cũng cực kỳ là chắc chắn các bác. Và cái cột thì bây giờ hiện tại là tận dụng lại những cái cây cây sao mộc như này để mà mình làm luôn. Dưới kia thì cắt cách cây kia được 3 cột rồi đúng không? Ủa có vẻ như là vừa rồi cứa phải thay sao, rát quá. Đây, còn về cái phần chuồng lợn thì bây giờ mấy anh em sẽ làm cái phần nền nó trước, rồi thì làm cái nền nó cứng sau thì chắc chắn là rồi thì sẽ đi làm cái phần xung quanh nó sau các bác ạ. Bây giờ thì mình láng nền thì chắc là phải độ cho nó rơi tầm độ 2-3 ngày rồi mới cứng được chứ nhỉ. Còn cát thì ở đây vẫn còn là khá là nhiều, hãy tận dụng lại một chút sỏi nữa để mà cho vào cùng. Cứ láng nó dày dày một chút Sử nhá. 4 bao xi thì anh nghĩ là cho nên láng được tầm là 3 bao trước đi, còn một bao còn lại thì là mình sẽ để ở đấy, xong là khi nào mà mình làm tiếp thì mình lại dùng tiếp. Đấy, tại vì là láng này thì thật sự ra 3 bao thì chỗ này thì nó gọi là quá thoải mái rồi cô bác ạ.
À, nếu mà đi tiêu chuẩn để cho người ta láng thì chắc là độ tầm 3 sưới thôi là người ta láng được rồi đấy. Nếu mà thuê thợ đấy cô bác. Anh em mình lên trên xem măng một tí đi nhỉ. Đây vừa rồi thì có phát hiện ở trên kia là một chút măng nướng cô bác. Thì không biết thì đi đào một chút. Có lấy cây lên đào. Không đào được á? Thường là thì hôm nọ em chỉ có nói rằng là đi xuống cái nhà bắt liền một con ấy, nhưng mà nó còn mới quá cho nên là nó chưa có ở các bác. Chuồng gà như này thì cũng khá là rộng rãi, ở khá là rộng rãi thôi. Về còn về những cái gốc mận, gốc lê của nhà em sửa ấy, thì là tất cả mọi gốc là nó đều khỏe mạnh hết cô bác ạ. Nó không có gốc nào mà bị chết cả. À đây, đây có một nhúng. Cái măng này thì để mà nếu nó lớn lên cao thì mới lấy được nhờ. Cũng không phải là đào đào gần quá. Cái này là rừng của người ta nhưng mà nó ở ngoài đường thì là mình có thể là đào được. Măng này thì nếu mà bây giờ mình mang đi ăn thì mình làm thế nào chứ? Măng này đấy thì đấy luộc à? Thế mình thái xào luôn được không? Luộc xong mới thái xào. À, luộc xong rồi mới thái xào đúng không? Măng này thì nó là măng ngọt cô bác ạ, nó không phải là măng đắng. Nó cũng là măng nứa. Đấy này cô bác này, một nó nhung nhung lên một chút thôi nhưng mà để mà đào vào sâu ấy thì là một cây măng khá là to. Thế là bây giờ mình đi xem đường là có chỗ nào thì mình đào để cho nó đủ nứa luôn nhỉ. Ôi, cẩn thận nha, cuốc ấy. Đấy, xem đó. Đây, băng này thì em mà sửa nói là mới luộc lên xong là mới lấy xào mới được. Ôi có vẻ như có con gì ăn đây này, sửa đây này. Đây này, măng này thì nó là măng ngọt đấy cho nên là nó có hay có kiến để mà ăn. Ôi bóc nó có đen đen đấy nhỉ. Nhờ đi xem này. Thắng ơi, đào một tí nhá. Có nhà Thắng đúng không? Đúng rồi. Ở đó là đường gì đào được không? Thế anh xin 5 cái nhá. Anh xử đi men theo đường thôi. Ôi chỗ này thì có vẻ như mình nhú lên rồi này. À không phải nữa. À đây mọc rồi. Mọc là đúng ở dưới thôi luôn các bác, đúng ở dưới đường luôn. Thế là nếu mà mồi nó có nhiều thì đi vào trong rừng già lấy à chứ? Vâng. Vào trong rừng già thì đến mùa mà bà con hay đi lấy cái măng nứa này về để mà đem mà sấy khô. Đấy. À, 2 cái á? Đây à? Nhưng mà cái kia nhỏ thôi. Cái này thì có luôn 2 cái luôn các bác. 2 cái măng luôn. Có vẻ như xe nhạc bóc cái lửa đấy nhỉ. Ở đây thì thưa bác ạ, thanh niên ở trên nhà xử ấy, hay là có cái loa, một cái loa để trước của xe đi. Ôi nhô, củ này bé rồi. Cái này thì có vẻ như rất là bé. Cái măng ngọt này mà ăn nhiều là cũng biết say đấy chứ nhỉ. Còn là măng đắng thì không bị say, nhưng mà măng ngọt thì có bị say luôn.
chưa được rồi, sửa anh chọc chọc đấy, cắt luôn thì chọc lại sâu lại đấy được không? Đấy. Mà ngọt thì không dám ăn sống các bác ạ, nếu mà ăn sống thì sợ rằng là một tí nó sẽ say luôn đấy, luộc chín thì mới dám ăn được. Thế đây, à đây này, đây cũng một cục, đây cũng một cây khá là to rồi nhưng mà à, không biết là ai chặt ở phần trên đi rồi các bác. Cây này có vẻ to hơn đấy. Còn về cái gì mà gọi là đi ra lấy măng này thì không có lạ, lạ thì em xử nó rồi. Thế mà một ngày mà xử đi lấy thì độ tầm mà được bao nhiêu cân? À là vác là được á? Không không biết là bao nhiêu cân là vác được là mới về. Đi lấy để vác về thì được. Cả một bao thế. Một bao tải đỏ kia à? Bao tỏi, một bao tỏi đỏ thì nó mà tươi thì ít nhất cũng phải được gì đâu đó là tầm mà 50 cân thôi các bác. Bao tỏi đây đáng rồi, 100 mấy được. 100 mấy á? Ồ, bộ. Ồ, bộ. Thế là bao tỏi to hơn thôi các bác, không phải bao tỏi nhỏ đâu. Tầm mà đấy chắc là được rồi má, ở dưới đây nó cứng rồi. Đấy, hết rồi đúng không? Tìm cái phần đường xe xuống thì được là 3 cây của bác ạ. Ui, cẩn thận nhé hả? Ui, cây này có vẻ khá là to rồi các bác này. Anh em lấy được tận là trong vào trong giấy của nó luôn. Đấy, nhưng mà đây thì một chỉ có lấy được tầm là đến tận là đoạn trên này thôi. Nhưng mà măng này nó là thuộc dạng là măng ngọt, thành ra là có rất là nhiều con sâu vào ăn nhỉ? Sâu thì ăn măng này nó không biết say sao ấy. Hết rồi nhỉ? Hết rồi thì anh em mình đánh thế thôi. Còn đi vào rừng cho người ta thì không mua đám đào quá bác ạ. Ở trên chỗ khu yếu lực mà nếu mà đi vào rừng người ta ấy, một cây măng này mà đi trộm ấy là người ta bắt được ấy là phạt là 5 cân gạo, 1 ép rượu, còn 1 cân thịt đấy các bác, là khá là cao. Cái này là nó là đầu mùa luôn rồi chị nhờ. Măng gì thì ăn vào đầu mùa nó chua ra, thấy rất là ngon. Còn ở đây cũng rút thêm tí nhiệt đấy cho nên thêm một tí thôi. Nhú lên rồi. Măng này thì bây giờ thử bốc vỏ xem nào. Đấy xứ anh em bốc vỏ không rửa tay nhỉ? Đây thì sao đây? Măng này bóc ra một tí là chúng cũng đen cái tay đấy nhỉ? Thế mà đi vào rừng lấy thì là lấy xong lại mình bóc luôn hay là mình lấy cả vỏ nó về nhà? Bóc luôn trên rừng. Bóc luôn trên rừng ạ? Không hiểu tại sao lại măng nó có một cái chất gì màu đen đen ấy, bóc vào nó hay bị đen đen ở đầu ngón tay ấy.
bóc xong thì khá là đẹp. Đây là được à? Đây là tí sửa được một bữa rồi đây nhỉ. Ôi rồi, củ đấy có vẻ như là có sâu nhiều. À, sửa vào trong rừng lấy thì buổi sáng là đi từ mấy giờ? Buổi sáng đi thì chiều thì về được. Từ chiều là về à? Ừ. Thế là trước là mình còn lấy vác bộ đi về rồi, đúng không? Ừ. Bây giờ mình có xe máy rồi thì đi lấy thì liệu có được lấy xe máy đi vào tận trong được không? Rừng lấy xe máy thì không được. Ăn được. Hả? Ăn được à? Nhưng mà sợ say không? Không sợ. Không sợ đâu á. Cảm giác như nào? Ngọt nhỉ? Ăn chỉ ăn nguyên nước không các bác? Còn bán thì nhả ra. Có vẻ như là ăn thì rất là ngọt nhưng mà ăn ít thôi, sửa ăn nhiều thì nó say ấy mang này. Ừ. Ngon mà. Sâu luôn nhỉ? Cái phần dưới này thì có vẻ là nó ngọt hơn. Nào thử cho anh thử một tí xem nào. Nhưng mà nó sâu nhiều quá các bác ạ, thế này. Cảm giác như rất là ngọt của bác ạ. Ngọt. Ăn rất là lạc vị, ngọt. Rồi, ăn là vừa vừa đấy, sửa ăn nhiều say đấy mang em. Đây thì được một bữa rồi, đây, sửa cầm lại để. Mình bây giờ là đi rửa tay đã. Trong nhà có nước không? Có ạ. Có nước không anh? Đi ra ngoài là nước rồi, là cảm giác là khoai là mát rồi đúng không? Cái này có nước không? Trong này có nước không? Để xin nhé. Có. Hãy thưa cô bác, vợ Hà hôm công việc của mấy anh em hôm nay là chỉ có đi là mua tôn, mua vật liệu để mà vận chuyển đến tới nhà của em sửa đã. Rồi thì có thể là đến ngày mai thì nếu mà anh chưa lên được thì sửa sẽ làm cái phần là nền trước nhá. Vâng. Phần là nền nó thì cỡ độ tầm 3 oxy. Rồi thì còn theo xi thì sẽ bảo anh thêm nhá. Vâng. Để anh mua vào. Còn làm xong cái phần nền thì đến lúc đó rồi thì đi mua cái loại thép B40 này ạ. Mình ra quay lại. Vâng. Đấy là được rồi. Còn có thể là nếu mà mình có những tấm bán mối thì mình có thể đóng thêm để mà buộc cho nó chắc lại. Vâng. Anh cũng thấy rất là nhiều người là làm cái chuồng lợn bằng cái thép đấy rồi. Vâng. Thì có thể là như hôm nọ là anh cũng nói chia sẻ thì là nếu mà bây giờ làm để mà đi mua gạch để xây chắc chắn là thứ nhất là anh em mình chưa biết về xây dựng này. Vâng. Thì là không thể làm được. Và thứ hai thì là cái phần kinh phí đó thì không có đủ cho nên là làm mà xây lên thì cũng rất là khó các bác ạ. Thì mà xây lên thì sợ rằng là mấy anh em làm thì không có biết là cách là trộn xi tỷ lệ nó bao nhiêu thì sau này sợ là nó bị nứt ra, xong rồi nó bị đổ cái phần tường nó đi các bác, thì mấy anh em không có dám làm như thế. Còn bây giờ thì thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Thì cũng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và cảm ơn những cái bình luận, những cái góp ý của các bác ở trên kênh cho cháu Lực. Có thể là cháu Lực thì còn chưa đủ cái suy nghĩ và đủ cái khả năng để mà làm thêm được cái nhiều điều hơn nữa, nhưng mà cũng rất là mong các bác sẽ đóng góp ý kiến cho cháu Lực nhiều hơn. Không nói thì em Sử cũng có gọi là
để cái tóc dài của bác thì rất là nhiều nhiều bác cũng có vào nói em xử thì rất là mong các bác thông cảm. Ở đây thì hầu như là chú trên nhà của xử ấy thì là một tết một tối thì là không ai để tóc dài nhỉ, không ai để tóc ngắn nhỉ. Vâng. Tại vì thứ nhất là bảo là lạnh đúng không? Vâng. Lạnh cho nên là không có cắt tóc ngắn đấy các bác. Còn là thức đêm nay cũng khá là dài rồi, chắc là hai em cũng xin được nói lời chào tạm biệt các ông các bà. Hẹn các ông các bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Thank you.